tình nguyện viên trong tâm dịch, người ta gọi chúng tôi ăn no rững mỡ. Thưa quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. vừa rồi là những thông tin sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Nhóm tình nguyện của anh Nguyễn Nhật Linh hàng ngày hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho tuyến đầu chống dịch, thậm chí là cả những gói băng vệ sinh cho chị em phụ nữ trong tâm dịch Bắc Giang. Thời gian đầu hoạt động, người dân không hiểu đã nói ra nói vào chúng tôi là lũ ăn no rửng mỡ. Vì vậy, chúng tôi đặt tên nhóm tình nguyện của mình là nhóm ANRM ăn no rửng mở. Trợ nhóm Nguyễn Nhật Linh cười nói. Anh Nguyễn Nhật Linh sinh năm 1983, huyện Viện Yên, tỉnh Bắc Giang, là chủ của một nhà máy sản xuất sơn. Khi dịch Covid-19 bùng phát trên quê hương mình, từ ngày 16 tháng 5, anh đã giao toàn bộ công việc cho trợ lý, rồi sung phong làm tình nguyện viên trong tâm dịch. Nhóm tình nguyện do anh Linh thành lập có 10 thành viên, đều là anh em bạn bè thân thiết. Chúng tôi tự thành lập nhóm, nhưng cũng xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang để biết nơi nào cần gì, sau đó trực tiếp vận chuyển đến cho họ, anh Linh cho biết. 7 giờ sáng hàng ngày, cả nhóm họp bàn công việc, chia làm 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm tiếp tế cho 5 đến 7 xã. Nhu yếu phẩm sẽ được chuyển tới các siêu thị không đồng và khu cách ly tại 17 xã của huyện Việt Yên. Mỗi ngày cả nhóm tự bóc dỡ khoảng 15 tấn hàng hóa, xong việc mới được kỹ. Sớm thì từ 6 đến 7 giờ tối, muộn thì đến 2 giờ sáng. Có hôm về nghỉ ngơi rồi, nhưng có những xe hàng chuyển về muộn, họ chỉ tin tưởng giao cho chúng tôi. Chúng tôi lại vui vẻ đi lấy hàng về, rồi phân loại đến 2 giờ sáng mới xong, để hôm sau kịp mang đi phân phát luôn, anh Linh nói. Hàng ngày, bóc dỡ hàng hóa nặng nhọc, dưới trời nắng nóng như lửa đốt, trong bộ đồ bảo hộ kín mít khiến nhiều thành viên của nhóm nhanh xuống sức. Hơn nửa tháng làm tình nguyện viên trong tâm dịch, anh Linh từ 84kg xuống còn 76kg. Anh Linh và cả nhóm đã vận động được khoảng 600 triệu đồng tiền tài trợ từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Bản thân anh tự bỏ ra khoảng 200 triệu đồng. Số tiền này dùng để mua nhu yếu phẩm, vật tư y tế, cung cấp cho cả tuyến đầu chống dịch và những người ở các khu cách ly. Mới hôm qua, ngày 31 tháng 5, anh kêu gọi và được Tập đoàn Đối tác ủng hộ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang 450 triệu đồng nhóm ưu tiên cung cấp củ quả để bảo quản được lâu, chứ không chọn rau, đồ khô, mì tôm, nước uống sẽ chia làm hai loại, mì tôm cốc và nước điện giải chia cho tuyến đầu chống dịch. Để tiện cho các chiến sĩ sử dụng, mì gói và nước tinh khiết thì chia cho người trong khu cách ly. Anh Linh cho biết, ở trong khu cách ly có người thừa rất nhiều đồ đạc, có người lại thiếu thốn. Vì vậy, nhóm thông qua ý bác sĩ để tìm hiểu, ra soát nhu cầu của người cách ly, tránh tình trạng phân chia không đồng đều thậm chí nhóm anh Linh còn quan tâm đến cả những gói băng vệ sinh cho chị em phụ nữ đây là đồ dùng rất cần thiết nhưng không nhiều nhóm tình nguyện lưu ý tới mang băng vệ sinh vào ủng hộ tôi thấy các chị em còn vui hơn cả khi được nhận đồ ăn thức uống tôi cảm nhận được tình cảm khi xe mình đến khu cách ly anh em bộ đội ra lấy hàng chị em vẫy tay chào hôm nay tôi bỏ tiền túi ra gom được hơn 2.000 gói băng vệ sinh chiều nay sẽ chuyển lên cùng với 200 bộ đồ bảo hộ 5.000 chiếc khẩu trang cho các y bác sĩ ở bệnh viện giả chiến tại Lạng Giang, anh Linh cười nói. Các thành viên nhóm ANRM được xét nghiệm COVID-19 3 ngày trên lần, chủ động cách ly với các thành viên trong gia đình, 10 ngày mới về nhà một lần, anh Linh ngủ ở phòng khách và không tiếp xúc với vợ con. Tuy vậy, anh vẫn được gia đình ủng hộ nhiệt tình, biết chồng ngại khi phải đi mua băng vệ sinh, vợ anh thỉnh thoảng chủ động đi mua và mặc cả giúp chồng. Thường xuyên tự làm nước ép trái cây và gửi cho cả nhóm uống lấy sức. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6, nhắm đến các khu cách ly, trao tặng hàng trăm xuất quà, đồ chơi cho các em nhỏ. Tôi rơi nước mắt khi thấy những bé phải cách ly một mình, không có bố mẹ chăm sóc. Tôi tặng quà cho các con. Các chiến sĩ trong khu cách ly chụp hình gửi cho tôi, nói các cháu vui lắm. Mình cảm thấy chúng như con của mình vậy. Anh Linh xúc động. Anh Linh cho biết, nhóm ăn no rững mỡ sẽ duy trì hoạt động đến khi nào tình hình dịch bệnh ổn định trở lại. Quan điểm của chúng tôi là không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng dịch bệnh. Anh Linh khẳng định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ thì Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.